Kính diệu pháp liên hoa phẩm quang thế âm bồ tát phổ môn thứ 25. Lúc bấy giờ ngài vô tận ý bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Trịch áo bài vai hữu chấp tài hướng Phật mà bạch rằng Thế Tôn ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm. Phật bao ngày vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử nếu có vô lượng trăm nghìn này muôn ức chúng sanh chịu các khổ nào nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này. Một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tâm kia đều đặng giải thoát nếu có người trì danh hiệu. Quán Thế Âm Bồ Tát này dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đặng vì do sức hoài thần của Bồ Tát này đặng như vậy. Nếu bị nước lớn làm trôi xưng danh hiệu Bồ Tát này liền đặng chỗ cạn nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng bạc. Lưu ly xa cự mã nào sang hồi hộ quách chương châu các thứ bao nên vào trong biển lớn và sự gió lớn thổi ghe thuyền. Của kia trôi tấp nơi nước quỷ la sát trong ấy nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời các người đó đều đặng thoát khỏi nạn quỷ la sát do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thời giáo gậy của người cầm liền gậy từng khúc người ấy đặng thoát khỏi. Nếu quỷ già xô cùng la sát đầy trong cõi tam thiên đài thiên muốn đến hại người nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người huống lại làm hại đăng dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội gông cầm xiềng xích ni trói buộc nơi thân xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát tại điều đức ra liền đặng thoát khỏi. Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi tam thiên
Thiên Đại Thiên có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báo trải qua nơi đường hiểm trở. Trong đó có một người xướng rằng các thiện nam tử chớ nên sợ sạch các ông nên phải một lòng mà xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó hay đem quát vô ý thí cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ đặng thoát khỏi oán tặc này. Các người buôn nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi. Vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát sức quay thần cao lớn như thế, nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền đặng ly dục, nếu người nhiều vẫn hờn thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dần. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si, vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát. Có những sức quay thần lớn nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng mà tưởng nhớ, nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai, lễ lại cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát liền sanh con trai phước đức trí huệ, giả sử muốn cầu con gái bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, vì trước đã trồng cõi phước đức. Mọi người đều kính mến vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế, nếu có chúng sanh cung kính lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát, thời phước đức chẳng luôn mất, cho nên chúng sanh đều phải tỏ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát vô tận ý. Nếu có người tỏ trì danh từ của 60 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục, dường nằm thuốc than y, ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử thiện nữ nhân đó có nhiều chăng, vô tận ý thưa bạch Thế Tôn, rất nhiều Phật nói, nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát
nhân đến một thời lễ lại cúng dường thời phước của hai người đỏ bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ức kiếp. Không thể cùng tận vô tận ý thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. Ngài vô tận ý Bồ Tát bạch Phật rằng Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi ta bà như thế nào? Nói pháp cho chúng sanh như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào? Phật bảo vô tận ý Bồ Tát Thiện Nam Tử hằng: nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đặng độ thoát thời, Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật. Mà vì đó nói pháp người đang dùng thân duyên giác đặng độ thoát liền hiện thân duyên giác. Mà vì đó nói pháp người đang dùng thân thanh văn đặng độ thoát liền hiện thân thanh văn. Mà vì đó nói pháp người đang dùng thân phạm vương đặng độ thoát liền hiện thân phạm vương. Mà vì đó nói pháp người đang dùng thân Đế Thích đặng độ thoát liền hiện thân Đế Thích. Mà vì đó nói pháp người đang dùng thân Tự Tại Thiên đặng độ thoát liền hiện thân Tự Tại Thiên. Mà vì đó nói pháp người đang dùng thân Đại Tự Tại Thiên đặng độ thoát liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên. Mà vì đó nói pháp người đang dùng thân Thiên Đại Tướng Quân đặng độ thoát liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân. Mà vì đó nói pháp người đang dùng thân Tỳ Sa Môn đặng độ thoát liền hiện thân Tỳ Sa Môn. Mà vì đó nói pháp người đang dùng thân Tiểu Vương đặng độ thoát liền hiện thân Tiểu Vương. Mà vì đó nói pháp người đang dùng thân Trưởng Già đặng độ thoát liền hiện thân Trưởng Già. Mà vì đó nói pháp người đang dùng thân Cư Sĩ đặng độ thoát liền hiện thân Cư Sĩ. Mà vì đó nói pháp người đang dùng thân Tế Quang đặng độ thoát liền hiện thân Tế Quang. Mà vì đó nói pháp người đang dùng thân Bà La Môn đặng độ thoát liền hiện thân Bà La Môn. Mà vì đó nói pháp
Người đang dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tất ưu bà di đặng độ thoát liền hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tất ưu bà di mà vì đó nói pháp. Người đang dùng mà thân phụ nữ của trưởng già cư sĩ tể quan bà la môn đặng độ thoát liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân đồng nam đồng nữ đặng độ thoát liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân trời rồng giả xoa càng thác bà a tu la ca lậu la khẩn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân đặng độ thoát. Liền điều hiện ra mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân chấp kim can thần đặng độ thoát. Liền hiện chấp kim can thần mà vì đó nói pháp. Vô tận y quan thế âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế. Dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh. Cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Đại Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn gấp sở sợ thấy ban sự vô ý. Cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là vị thí vô ý vô tận ý Bồ Tát. Bạch Phật Thế Tôn, con nay phải cúng dường Quan Thế Âm Đại Bồ Tát. Liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ giá trị trăm nghìn lượng vàng đem trao cho Ngài Quan Thế Âm mà nói rằng: xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này. Khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi. Ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: xin Ngài vì thương tưởng chúng tôi mà nhẫn chuỗi ngọc này. Bây giờ Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát, ông nên thương vô tận ý Bồ Tát này và hàng tứ chúng cùng trời rồng. Dạ xoa càng thác bà a tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đơn. Tức thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần.
Một phần dân Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dân tháp của Phật Đa Bảo Vô Tận Y Quang Thế Âm Bồ Tát có sức thần tự tại như thế. Dạo đi nơi cõi ta bà, lúc đó Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kể hỏi Phật rằng: Thế Tôn độ tương tốt con nay lại hỏi kia Phật tự nhân duyên gì? Tên là Quan Thế Âm, đấng đầy đủ tướng tốt nói kệ đáp Vô Tận Ý. Ông nghe hạnh Quan Âm khéo ứng các nơi chỗ thề rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn. Hầu nhiều nghìn nước Phật khoát nguyện thanh tịnh lớn ta, vì ông lượt nói nghe tên cùng thấy thân tâm niệm chẳng luôn qua hay diệt khổ các cõi. Giả sử sanh lòng hải xô rớt hầm lửa lớn, do sức niệm Quan Âm hầm lửa biến thành ao hoặc trôi dạt biển lớn. Các nạn quỷ cá rồng do sức niệm Quan Âm sống mồi chẳng chìm đặng, hoặc ở chót tu di bị người xô rớt xuống do sức niệm Quan Âm. Như mặt nhật treo không hoặc bị người giữ rượt rớt xuống núi Kim Cang do sức niệm Quan Âm chẳng tổn đến mãi long, hoặc gặp oán tặc quay điều cầm dao làm hại. Do sức niệm Quan Âm điều liền sanh lòng lành, hoặc bị khổ nạn vua khi hành hình sắp chết do sức niệm Quan Âm giao liền gãy từng đoạn. Hoặc tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cầm do sức niệm Quan Âm tháo ra đằng giải thoát nguyện rủa các thuốc độc muốn hại đến thân đó do sức niệm Quan Âm. Trở hại nơi bốn nhân hoặc gặp la sát dữ rồng độc các loài quỷ do sức niệm Quan Âm liền điều không dám hại hoặc thú dữ vây quanh. Nanh vuốt nhọn đáng sợ do sức niệm Quan Âm vội vàng bỏ chạy thẳng rắn độc cùng bò cạp hơi độc khói lửa đốt do sức niệm Quan Âm theo tiếng tự bỏ đi. Mây sấm nổ sét đánh tuôn giá soi mưa lớn do sức niệm Quan Âm liền đặng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ ách vô lượng khổ bức cả thân. Quan Âm sức trí diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ sức thần thông rộng tu trí phương tiện các cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiện.
các loài trong đường dữ, địa ngục quỷ súc sanh, sanh già bệnh chết khổ lần, điều khiến dứt hết chơn quán thanh tịnh quán. Trí huệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, sáng thanh tịnh không nhớ huệ nhật, phá các tối hay tiêu tai khói lửa. Khắp soi sáng thế gian, lòng bi răng như sấm, bi từ diệu dường mây soi mưa, pháp cam lồ dứt trừ lửa phiền não, cái kiện qua chỗ quan trong quân trận sợ sệt. Do sức niệm quán âm cầu quán, điều lùi tan diệu âm quán, thế âm phạm âm hải triều âm, tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm mang. Niệm niệm chớ sanh nghi quán âm bực tịnh thánh, nơi khổ não nạn chết hay vì làm nương cậy, đổ tất cả công đức mất lành trong chúng sanh. Biện phước lớn không lượng, cho nên phải đảnh lễ bây giờ. Ngài trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật bạch rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo, nghiệp tự tại phổ môn, thì hiện sức thần thông này. Thời phải biết công đức người đó chẳng ít, lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh, địa hoặc tâm vô đẳng đẳng vô thường. Chánh đẳng chánh giác nam mô pháp hoa, hồi thượng Phật Bồ Tát nam mô pháp hoa, hồi thượng Phật Bồ Tát nam mô pháp hoa, hồi thượng Phật Bồ Tát.